Đại Dương, Đại Dương, người của Bành Diên xuất hiện rồi. Bành Diên à, người đang ở đâu? Đi lối tắt sau, đang đi về hướng Bành Thành. Được. Phàn Khoái đâu? Phàn Khoái đã rời khỏi thành Dương Hạ, thành trì đã bị Hạng Vũ chiếm rồi. Đại Dương, chúng ta chỉ có cái dốc này để phòng thủ thôi. Hạng Tín có tin tức gì không? Người ngựa chúng ta phái đi, tới giờ vẫn chưa về. Phàn Khoái tới thủ thành Dương Hạ, Hạng Tín lại không tới. May sao có Bành Diệt tóm được lương thực của Hạng Vũ, giải được thế nguy của chúng ta. Nhưng chỉ có mình Bành Diệt cũng không thể địch lại được Hạng Vũ. Bành Diệt, lẽ nào hắn từ trên trời rơi xuống sao? Bành Diệt đi theo đường vòng nên do thám của quân ta căn bản không thể phát hiện được hành tung của hắn. Bây giờ hắn đang tiến tới Bành Thành rồi. Đại Dương, Đại Dương, không hay rồi, bên phía quân của thần xuất hiện đại quân của Hạng Tín. Cái gì? Không thể nào đâu. Nếu nói Bành Diệt tránh được do thám của chúng ta thì còn có lý, bởi vì hắn chỉ có một vài nhân mã, nhưng mà đại quân Hạng Tín từ nước Tề tới đây tuyệt đối là không thể nào. Ta tận mắt nhìn thấy. Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương, chẳng phải sai các người tới nước Tề do thám sao? Mắt mù hết rồi hả? Chẳng phải ngày sau chúng tôi tới đất Lương sao? Chúng tôi đi về hướng bắc, từ huyện Ngu tới Sơn Ấp, đi đi lại lại mấy lần liền, nhưng mà không thấy bóng dáng một binh lính nào hết. Chuyện này giải thích sau đây. Ai kêu các người tới đất Lương vậy hả? Là Lưu Quán đại nhân. Đại ca, để sẽ đưa Lưu Quán tới đây. Không cần nữa, hắn sớm đã chạy trốn rồi. Bất luận hắn chạy được tới đâu, để nhất định bắt hắn về. Bắt kiểu gì? Hắn sớm đã chạy về với Lưu Bang rồi. Đại Dương, hiện nay chúng ta trước sau đều có địch. Quý bốn, đại quân của Hạng Tín còn cách chúng ta bao xa? Trước khi trời tối sẽ tới nơi. Chọn ra 1000 tinh binh, người nào giỏi cung xạ nhất, đi theo ta lấy đầu Lưu Bang về đây. Đại Dương, thần đề nghị nên lui về Bành Thành. Người không hiểu rõ Lưu Bang rồi, hắn là loại tướng quân bỏ chạy. Chỉ cần chúng ta đuổi được Lưu Bang, lui về nơi dốc cao phía thành Tây, quân Hán cơ hệ rút lui thì chúng ta đối cùng giết tận. Hạng Tín Bành Diệt dù có giỏi tới đâu cũng không thể cứu được Lưu Bang. Dạ. Hạng Tín. Đúng, trinh sát báo về trước khi trời tối Hạng Tín sẽ tới hậu phương của Hạng Vũ. Trước khi trời tối à? Nhưng mà bây giờ Hạng Vũ đích thân giữ 1000 cung thủ bắt đầu tấn công, chúng ta không đấu được đâu. Hay là tạm rút về phía Tây? Phía Tây chúng ta có thể đi được. Đại Dương, tuyệt đối không được đâu. 5 vạn, 10 vạn, 10 mấy vạn binh mã quân Hán đều chết rồi, lính có thể gây dựng lại. Nhưng mà lỡ như Đại Dương chết thì chúng thần cũng xong đời luôn. Sao ngươi lại không hiểu chứ? Chúng ta đâu phải chỉ bại có một lần, cũng chẳng quan tâm lần này có bại hay không. Chúng ta chạy trốn cũng đâu phải chỉ có một lần, nhưng mà lần này chúng ta không thể chạy. Đợi trời tối, đợi Hạng Tín bày trận. Đại Dương, Đại Dương, nguy hiểm đó. Đại Dương à? Hạng Vũ, Lưu Quý ta ở đây, chẳng phải người muốn giết ta hay sao? Tới đây. Ôi Đại Dương, ôi Đại Dương, Đại Dương à? Ôi Đại Dương, Đại Dương, ôi Đại Dương, ôi Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương. Đại ca, 1000 mũi tên dùng sắp hết rồi, rút lui thôi. Đã tới nước này rồi, ta không để cho hắn thoát nữa. Vậy phải làm sao đây? Đại Dương, Đại Dương, quản anh tiên phong của Hạng Tín đã giao đấu với quân chúng ta rồi, chúng ta rút về hướng nam thôi. Đại Dương, cánh thủ đã bị kỵ binh của Hạng Tín phá rồi, không còn thời gian nữa. Còn không đi, toàn quân sẽ bị giết sạch đó. Ê, nè, bắn không trúng. Bắn không có chúng ta. Bắn lại đi. Tiễn,
Đại ca, mau rút thôi, còn không rút thì không kịp nữa đâu. Đại Dương, Đại Dương, đừng do dự nữa, mau rút lui đi. Toàn quân rút về hướng nam. Rút lui, rút về hướng nam. Nhanh, rút đi. Nè, đừng có chạy chứ. Không có chúng ta, người bắn không có chúng ta. Nếu như không phát hiện ra tảng băng kia, e là tất cả nước chúng ta cũng tìm không ra. Đại Dương, lại thiếu lương thực rồi. Với thời tiết giá lạnh thế này, nếu cứ như vậy, các binh sĩ có lòng mà trụ vững được. Các huynh đệ, cố gắng trụ vững. Chỉ cần tới được Bành Thành, mọi người nhất định sẽ được ăn no. Ăn tới no bụng thì thôi. Đại Dương, còn 500 dặm nữa, lại không đủ lương thực. Nếu hành quân liên tục thì cũng mất hơn 7-8 ngày. 3 ngày nữa, cố gắng trụ trong 3 ngày nữa là được rồi. Đâu? Báo, thầy bom Đại Dương. Nói đi. 30 vạn binh mã của Hàn Tín đã xuống phía nam. Binh mã của Bành Việt cũng mong dân xuất hiện gần chúng ta. Còn nữa, tiên phong của Hàn Tín và Bành Việt đã bao vây Bành Thành rồi. Lưu Bang quả nhiên khoan hồng đại lượng. Bao nhiêu người? Khoảng chừng 40 vạn. Chỉ tính riêng người của Lưu Bang đã có hơn 10 vạn rồi, có thể sẽ tăng. Tôi đi. Dạ. Bành Thành đã không thể quay về được nữa rồi. Đại Dương, vậy bước tiếp theo chúng ta phải làm sao đi? Vừa hay, để quân Hán được mở mang tầm mắt, quân Sở chúng ta có bản lĩnh ra sao? 10 vạn địch 60 vạn. Tử Kỳ, ngươi đi tìm một nơi có địa hình thích hợp. Đại ca, chúng ta cứ tiếp tục đi về phía trước, e rằng mười mấy dặm đường về trước cũng đều là những vách núi nối dài như thế này thôi. Hơn nữa dân cư thưa thớt. Dựa lưng vào những vách núi này, dựng liều cắm trại ở lối vào, dựng một cái cổng. Chúng ta chỉ còn cách trong lúc phòng thủ tìm ra điểm yếu của quân Hán, tập trung tấn công vào đó thì nhất định có cơ hội chiến thắng. Chỉ cần chúng dám tấn công, ta nhất định có thể phá được vòng dây, tìm được Lưu Bang, lấy cái đầu của hắn xuống. Dạ. Nơi này tên là gì? Cai Hạ.
cái hả? Sử sách sẽ ghi lại Hạng Vũ tại cai hạ 10 vạn địch 60 vạn, đại thắng. Nghỉ ngơi tại chỗ. Nghỉ ngơi tại chỗ. Tề Dương dùng bữa. Tề Dương dùng bữa. Bẩm tướng quân, trận này Hán Dương lệnh tập hợp toàn bộ binh mã và phó hết cho tướng quân, thống nhất điều động chỉ huy. Ta Hồng Ân, Hán Dương không làm người thất vọng. Dạ. Hoàng Tính đang dẫn binh tới đâu rồi? Cách cai hạ còn khoảng chừng 10 dặm. Được, chúng ta đi từ từ. Hoàng Tính vẫn luôn muốn cùng Hạng Vũ tranh giành cao thấp. Chúng ta cứ đứng ở ngoài hưởng công thôi. Dạ. Lưu Bang không đích thân tới nghênh đón ta, chẳng ra thể thống gì cả. Chua. Chua. Hàng Tính của gia chậm trễ, xin đại dương giáng tội. Nào, Tề Dương, đứng lên. Tề Dương, ngươi tới thật tốt quá, quả nhiên cứ chờ ngươi mãi. Tề Dương của ta, ngươi tới đúng lúc lắm. Từ nay về sau, chúng ta có phúc cùng hưởng thiên hạ. Trận này đối với chúng ta mà nói là vô cùng quan trọng, chúng ta cùng thương nghị một chút. Nào đi. Dạ. Hàng Tính đích thân dẫn 15 vạn quân mã quân Tề làm quân đội tiên phong. Lưu Bang cũng dẫn toàn quân chủ lực theo sau. Chu Bột và Phàn Khoái đi theo ngay phía sau Lưu Bang. Hàng ngũ quân đội khí thế dũng mãnh tiến tới cai hạ. Quân Hán đã hợp dây. Thời khắc cuối cùng của Hạng Dương đã tới. Năm 202 trước công nguyên, Hạng Vũ soái lĩnh 10 vạn quân Sở rút lui về cai hạ. Tề Dương Hạng Tính từ phía nam đất Tề, Lương Dương Bành Diệt từ phía nam đất Lương về phía tây hội ngộ với quân Lưu Bang. Cửu Giang Dương Canh Bố, Hán tướng Lưu Giả hội ngộ với phản tướng nước Sở Đại Tư Mã Chu Ân cùng lên phía bắc hợp kích Hạng Vũ. Lưu Bang đích thân soái lĩnh 20 vạn quân từ Cố Lăng đi về hướng tây, thành năm cánh quân Hán hợp lại thành 60 vạn đại quân, hình thành thế từ tây bắc, tây nam, đông bắc bốn hướng hợp lại bao vây quân Sở. Đại ca, nói thật lòng đệ có chút hơi lo. Cai hạ này giống như một cô đảo vậy. Đúng vậy, cho dù Lưu Bang không tấn công, chúng ta cũng không trụ được, không cứu viện, không lương thảo. Vậy tại sao chúng ta lại tu sửa công sự ở đây? Ta chính là muốn nói với Lưu Bang, cho dù chúng ta ít người, không lương thảo, nhưng cũng có thể giao chiến với hắn. Trên núi Quảng Vũ, tại cố thành Dương Hạ, tên tiểu nhân Lưu Quý giống như một con chuột vậy, cả ngày ở trong sơn động không dám ló mặt ra ngoài. Bây giờ hắn có lương thực rồi, binh cũng nhiều rồi, xem ra bây giờ muốn quyết chiến với chúng ta cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng mà tại cái hạ, ta sẽ kết thúc hết tất cả. Đại Dương, ngày càng có nhiều binh sĩ
men theo vách núi mà chạy trốn. Núi Quảng Vũ, Cố Lăng, Dương Hạ, Thanh Phù, càng nhiều binh sĩ chạy về phía Chu Ân, thậm chí phía tên Lưu Tập. Chúng ta vốn dĩ lợi ích địch nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không địch được nữa đâu. Đồng bào thủ túc rơi vào trận địch. Đại Dương, Mạc tướng sẽ dẫn quân đuổi theo, chặt đầu mang về, đem nó treo lên mỗi pháo đài, lấy đó làm gương. Đợi một chút. Thôi đi, cho bọn họ một con đường sống. Mọi người có còn nhớ hay không, ban đầu chúng ta có bao nhiêu người? 300. 300 người mà có thể chiếm được Giang Sơn. Ta có mọi người là đủ rồi. 60 vạn này cứ Lưu Bang có là gì chứ, còn không bằng một nửa của mọi người. Hả? 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 Hãy mau đi chuẩn bị nghênh đón Lưu Bang đi. Dạ. 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 Đại Dương, ta hứa với nàng, đây sẽ là trận cuối cùng. Cuối cùng người cũng không muốn đánh trận nữa rồi. Lần đầu tiên trong đời ta không muốn đánh trận nữa rồi. Những năm qua ngày nào cũng sống trên lưng ngựa, còn về cuộc sống của bá tánh ta lại không quan tâm nhiều. Đợi trận chiến này kết thúc, ta sẽ an ủi lòng dân, thiên đãi thật tốt cho bá tánh, sẽ không còn chiến tranh nữa. Đợi trận chiến này kết thúc, thiếp sẽ ngày ngày ở bên người. Chúng ta phải cố gắng sống sót qua trận chiến này. Nhìn thấy quân sở hợp lực tại Tuy Khê, cờ hiệu đổi hết lại thành cờ Đại Hán. Bắt đầu từ hôm nay, không được gọi ta là Tề Dương,
gọi ta là Hàn Tín đại tướng quân. 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 Hàn Tín. Đại Dương, trận đánh này liên quan tới chuyện Hán Dương có thể bình định thiên hạ không? Do đó, có những lời khó nghe tôi cũng phải nói thôi. Tôi không muốn nói cái gì. Ông lo lắng một tên chấp kích lang từng ở doanh trại quân Hàng Vũ bị mỉa mai chê cười như ta đây, trong phút chốc trở thành một đại tướng quân nên có chút nôn nóng sốt ruột, muốn quyết chiến với hắn ta một trận phải không? Vậy ông nói 150.000 binh mã của ta đánh với 150.000 binh mã của hắn là nộp mạng sao? Tôi không phải có ý này. Tất nhiên phải quyết chiến đá chọi đá với hắn. Không phải ta chết thì là hắn chết, không phải bọn họ chết thì là các ngươi chết. Như vậy rất công bằng. Ta đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi. Hề Dương, vậy ngài có kế hoạch rồi phải không? Ta vẫn còn đang suy tính. Cho. Yeah!
Mở cổng.
Tôi nhìn thấy rồi. Tôi nhìn thấy, nhìn thấy nương tử và con trai tôi. Tôi thấy nó đúng là mập mạp. Đợi nó lớn lên rồi, phải kêu nó theo người đi đánh trận. Đáng tiếc, Hạng tướng quân, Hạng tướng quân, tôi không thể góp sức cho người nữa. Tôi, người bị thương quá nặng rồi, phải tới phía sau lều nghỉ ngơi. Tôi không sao, tôi có thể ra trận. Khiến ra sau lều. Không, tôi vẫn có thể ra trận. Ra sau lều nghỉ ngơi đi. Không cần. Ra sau lều đi. Hỡi các huynh đệ, hãy quân cho tập kích. Hãy để bọn họ tới không được dây. Giết! Chúng Liên Bối, đi trước giữ trại Đông Môn. Dạ. Đội khiên ở phía trước, đội kích ở phía sau, cung tiễn thủ bắn tiễn về hướng núi. Ngươi hãy ráng lên. Cô yên tâm, tôi còn đánh được. Tôi nhờ cô giúp việc này được không? Tôi muốn cô giúp tôi, nói giúp ở trước mặt của đại dương. Tôi còn muốn theo đại dương tiếp tục đánh trận. Ngươi ráng chịu một chút, ta giúp người băng bó lại vết thương. Đa tạ tướng quân, đa tạ tướng quân. Mau đưa thương binh qua bên đó, vào lều trại bên đó nghỉ ngơi đi. Dạ. Qua bên đó,
Đại ca, phiên quân ta đánh lùi sự tập kích của quân Hán, nhưng mà lại bị tổn thất rất nghiêm trọng. Đại Dương, ngựa chiến và lương thực của chúng ta bị tổn thất nghiêm trọng. Đại ca, hỡi các tướng sĩ, Hán Dương Lưu Bang thực tính bội nghĩa, dùng thủ đoạn gian xảo để giành được sự thắng lợi tạm thời, nhưng mà người vô đạo này nhất định sẽ có ngày hắn bị diệt vong. Các hảo huynh đệ của ta, sự ngoan cường và dũng khí này đã ngăn được sự tiến công của kẻ địch, các tướng sĩ đều rất giỏi. Hàng vũ ta xin thề, chỉ cần của ta ở đây thì tuyệt đối không để quân Hán đắc ý. Chúng ta nhất định có thể đánh ra ngoài. Đánh ra ngoài! 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 Đánh ra ngoài!